Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái mẫu gương đèn LED đang làm mưa làm gió trên thị trường. Và trước mắt các bạn đây đó chính là mẫu gương đèn LED để bàn Bảo Hân, sản phẩm cao cấp nhất hiện nay, sản phẩm chỉ có duy nhất tại gương kính Bảo Hân. Và sản phẩm thì được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hàng đầu và mang lại cho một cái hình ảnh hết sức là trong trẻo và trung thực. Các mẫu gương đèn LED để bàn Bảo Hân được thiết kế hết sức tinh tế, sang trọng, trang nhã. Kích thước to hơn rất nhiều so với mẫu gương đèn LED trang điểm giá rẻ trên thị trường. Gương có đèn LED viền xung quanh giúp tăng độ sáng tối đa khi sử dụng. Gương có đủ các tông ánh sáng lạnh, ấm và tự nhiên, phù hợp cho tất cả các bề mặt da khác nhau. Đèn LED sử dụng nguồn điện AC 100, 220V có phích cắm tiêu chuẩn, dễ dàng khi kết nối với hệ thống điện sinh hoạt trong gia đình. Điều đặc biệt nữa ở chiếc gương trang điểm để bàn của Bảo Hân là hệ thống cảm ứng thông minh. Bạn chỉ cần chạm nhẹ đầu ngón tay vào phím nguồn là có thể bật tắt chức năng của chiếc gương. Bên cạnh phím nguồn là phím cảm ứng thay đổi màu sắc của ánh sáng đèn LED. Bạn có thể thay đổi ánh sáng trắng, ánh sáng xanh, ánh sáng vàng. Chân đế của gương được thiết kế tạo hình ellipse trông hết sức mềm mại nhưng chắc chắn, có logo Bảo Hân. Một phần bề mặt của đế, các nhà thiết kế đã hết sức tinh tế tạo ra một phần lõm xuống, giúp bạn có thể để các vật dụng như thỏi son, cọ trang điểm hoặc các bộ đồ trang sức nhỏ gọn. Hiện tại, gương đèn LED để bàn Bảo Hân đang có 3 mẫu để cho các bạn lựa chọn. Sản phẩm được bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm đối với lỗi điện, IC bản mạch của nhà sản xuất, bảo trì và sửa chữa trong vòng 5 năm và miễn phí thay bóng đèn. Hãy nhanh tay lựa chọn cho mình một sản phẩm ưng ý nhất để chăm sóc cho vẻ đẹp của chính bạn. Hotline liên hệ 0986 643 397 để đặt hàng ngay từ ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm tiếp theo của gương kính Bảo Hân.